mọi người. Xin chào các chị em xinh đẹp đến với clip hướng dẫn chăm sóc da của Ly mỗi ngày. Thì trong cái thời gian gần đây thì Ly được nhận được rất là nhiều lời khen, cũng như là các chị em vẫn hỏi Ly, đặt ra cho Ly một câu hỏi là sao càng ngày càng thấy Ly càng trẻ nè, càng xinh hơn, càng trẻ trung hơn, càng đáng yêu hơn, ngọt ngào hơn. Nói chung là Ly nghe nhận và nhận được rất là nhiều lời ngọt ngào của chị em, thì Ly cảm thấy rất là vui và có động lực để giúp các chị em ngày một xinh đẹp hơn, và giúp cho các chị em, các bà mẹ bỉm sữa thì một ngày mình sẽ có một cái nguồn thu nhập này, cũng như là có một cái mức sống để cho cuộc sống của mình nó tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn mọi người ha. Thì nhân đây thì Ly cũng làm cái clip này để